Hello, thân mến chào các bạn. Hôm nay Peter muốn chia sẻ với các bạn cái cách mà mình chơi microphone không dây với lại cái Insta360 camera. Đây là cái máy Insta360 X3, cái máy hành trình mà Peter cũng đã có được hình như 3 tuần nay rồi. Thì Peter rất là hài lòng với cái này. Và khi mà mình quay cái này á, thì dĩ nhiên là nếu mà mình ở gần với cái máy á, thì mình nói cái âm thanh nó thâu vô thì tốt. Nhưng mà nếu mà mình ở xa, nếu mà mình chơi cái này mà mình gắn ở trên cái selfie stick như vậy nè, và mình đưa nó ra xa, thì dĩ nhiên là cái tiếng nói của mình thâu vô đây nó không có được rõ lắm. Thì cái cách mà để mà có âm thanh hay á, là mình gắn một cái bộ micro không dây. Thì Peter cũng đã có mua và cũng đã giới thiệu cho các bạn cái bộ này rồi, DJI microphone không dây. Thì ở trong này á, nó có một cái receiver, hai cái transmitter. Thì bây giờ để mà gắn cái này lên cái này, và mình dùng cái transmitter này để mà thâu âm thanh, thì mình phải làm như thế nào? Thứ nhất á, là các bạn phải mua cái Insta360 microphone adapter nè. Cái đầu này là USB-C, và đây là cái đầu để mình cắm cái micro. Thì mình mua cái này. Cái này Peter mua là $20. Ok. Thì để mình gắn vô cái máy á, thì trên cái Insta360 này nó có cái nắp USB nè. Mình phải tháo cái nắp này ra, đừng có làm mất cái nắp này nha. Tháo ra thì đây là cái cổng USB-C. Mình tháo cái nắp ra xong rồi á, cái adapter này nè, mình cắm nó vô đây. Đó, đó là một ha, thứ nhất. Và như các bạn thấy á, là nó nằm ở trong ngay cái chỗ mà cái mép ghép hình, cho nên khi mà gắn như vậy á, thì nó sẽ không có hiện lên trong cái hình ảnh của mình, nó là invisible. Đó là một cái mình phải mua. Cái thứ hai mình phải mua á, là cái đồ để mà gắn cái receiver này. Tại vì nếu mà cái receiver này mình không có gắn đúng á, mình không có gắn nó vô trong cái mép như vậy á, thì lúc mà mình quay nó sẽ lòi ra nếu mà mình gắn nó ở một cái vị trí khác. Ở trên mạng á, hiện bây giờ nó có bán cái đồ để mà gắn cho cái bộ Rode Wireless. Tuy nhiên Peter thì thích cái bộ Wireless DJI này hơn, và phải đi lên mua qua một cái người họ làm cái printer, họ printing cái này và họ bán lại là $15, tiền shipping $5, nó là coi như 20 đồng. Thì cái này là cái printing, họ print ra để họ bán. Thì cái người này tên là Ockrad, để Peter để cái link vô cho các bạn mua. Các bạn không có thể mua cái này trên Amazon, mà các bạn có thể mua cái này trực tiếp qua cái mạng của họ ha. Thì với cái này á, mình có thể gắn cái receiver vô. Và nó, cái người mà họ design ra cái này rất là hay. Peter sẽ gắn vô cho các bạn xem. Đây là cái selfie stick nè. Thì ở trên cái này nó có cái lỗ, mình đút cái lỗ vô, mình đút nó vô như vậy, và mình gắn lên cái máy và mình siết vô, đơn giản là thế. Khi mà mình gắn vô như các bạn thấy á, là nó như vậy nè, cái hình thù nó như vậy. Và nếu mà mình quay ngang á, là tất cái adapter này với lại cái chỗ mà để gắn cái receiver nó phải nằm ở ngay cái mép. Tại vì nếu mà nó không nằm ngay cái mép lúc mình quay á, thì nó sẽ, nếu mà nó nằm như vậy nè, là không được nha. Nó nằm như vậy là không được, mình phải để cho nó vô cái mép. Đây, nó phải nằm vô cái mép như vậy. Rồi khi mà mình gắn lên như vậy rồi á, thì là mình gắn cái receiver vô. Thì cái ông này, ông design cũng rất là hay. Ở đây nó có cái ngấn nè. Thì cái ngấn đó là nó sẽ là một cái nơi mà nó giữ cái ngấn đó, nó sẽ lọt vô cái lỗ này, và như vậy nó sẽ giữ cái này không bị rớt ra. Và ở đây nó có hai cái lỗ này là hai cái lỗ này, thì mình gắn vô. Đó, thì giờ gắn vô nè. Khi mà gắn vô như các bạn thấy là nó nằm rất là gọn gàng. Ok, đó. Thì bây giờ để xoay lại, gắn ngược rồi. Đây, như các bạn thấy ha, nó nằm rất là gọn gàng. Thì bây giờ mình phải chạy một sợi dây vô trong cái cổng micro này, là mình có thể dùng cái này. Thì
trong cái bộ DJI Mic ấy, nó cho cái sợi dây này, và cái sợi dây này Peter đã uốn éo nó để cho nó gọn rồi. Chung với lại cái đồ kẹp á, cái ông design ra đó, ông cũng cho thêm một cái này, dùng nó để kẹp cho nó gọn gàng thôi, chứ nó cũng không có làm cái gì mà quan trọng cả. Đó. Rồi, Peter đã uốn éo cái này rồi, cho nó uốn cái dây này cho nó đúng cái vị trí rồi. Thì nó là như vậy. Cái đầu này vô cái adapter, ấn vô, và cái đít này nè, cái đầu này thì đi vô trong cái receiver. Thì như các bạn thấy á, sau khi các bạn gắn xong á, nó lại sẽ là như vậy nè. Thậm chí á, hiện bây giờ á, Peter không có thích cái dây này lắm, Peter sẽ lên Amazon Peter mua cái dây nó gọn hơn, cái dây mà chữ L á, thì lúc mà gắn này vô á, thì nó còn sẽ gọn hơn nữa ha, nó không có lòi cái cục này ra. Tại vì nếu mà nó lòi ra nhiều quá đó, thì lúc mà mình quay 360 á, ngay cái chỗ này nó ráp hình nó vẫn còn thấy cái này. Cho nên chắc là Peter sẽ mua cái dây mà chữ L á, chữ L á. Nhưng mà hiện bây giờ đó là như vậy nè. Đây là cái receiver, đây là cái cục adapter, và đây là cái dây cắm vô. Và bây giờ mình bật máy lên, mình có thể thâu wireless bằng cái transmitter. Peter gắn cái transmitter này lên đây. Và bây giờ Peter có thể vừa quay và nói chuyện không dây, wireless. Trong cái video này Peter cho các bạn trải nghiệm và nghe thử những cái clip ngắn ngắn mà Peter đã test với lại cái bộ này. Đó, thì ngày hôm nay Peter muốn giới thiệu cho các bạn đây là cái cách mà mình chơi cái Insta360 với lại cái bộ DJI Wireless Microphone. Âm thanh Peter thử và Peter nghe Peter rất là hài lòng. Chơi cái cách này thật là thú vị luôn. Và tại vì lâu nay Peter muốn có cái âm thanh hay, mà nếu mà mình không có cái bộ wireless microphone á, nhiều khi mình nói chuyện á, cái tiếng gió và cái tiếng xe với lại cái tiếng ngoài đường nó ồn, và mình nói chuyện nó không có rõ. Bây giờ Peter nói chuyện rất là bình thường, nhẹ nhàng mà nó thâu vô rất là rõ qua cái bộ DJI này. Ok. Rồi bây giờ mời các bạn xem một vài cái đoạn video mà Peter trải nghiệm với lại cái này, để cho các bạn thấy cái sự cái chất lượng âm thanh của cái bộ này. Peter để mấy cái link xuống để cho các bạn, nếu mà các bạn muốn mua cái DJI, muốn mua cái Insta360, hoặc là muốn mua những cái đồ kẹp giống như là cái bộ này đây, thì các bạn có thể xem cái phần ghi chú ở dưới đó ha. Rồi Peter để hết tất cả những thông tin vô đó. Bây giờ Peter đang để cái máy ở trên cái chân selfie stick. Peter đang quay cái chế độ 360. Peter đứng cách xa cái máy lắm, khoảng chừng 2 mét. Hiện bây giờ đang đeo cái transmitter trên áo nè, nói chuyện cho các bạn nghe. Đang đi một vòng nè, testing 1, 2, 3, cho các bạn thấy cái lợi hại của một cái máy 360 luôn. Có nghĩa là mình để cái máy một chỗ, mình không cần phải ngắm nhìn gì hết á, và mình có thể đi bất cứ, mình đi vòng vòng. Và khi mà mình quay cái đoạn phim này xong á, mình về nhà mình bỏ vô trong máy bàn, và lúc đó mình có thể edit dựng phim, mình chọn góc, lúc đó mình mới chọn cái góc. Và khi mình chọn góc, mình có thể lướt cái máy. Ví dụ như là Peter đang lướt cái đoạn phim này vòng vòng nè. Đó, cho các bạn thấy ha. Peter sẽ tới gần nè. Đó. Bây giờ mình cũng có thể chia cái đoạn phim này lên trời. Các bạn thấy không? Lên trời. Đó, mình có thể chia xuống. Và mình có thể nhìn qua bên này. Nhìn qua bên đó. Nhìn qua bên này. Hiện bây giờ Peter đang đeo cái mic và Peter quay lưng luôn. Thông thường á, cái bộ mic này á, không dây này á, mình nên đứng cho hai cái máy nó nhìn nhau. Tiếng Mỹ nó gọi là line of sight. Thì chất lượng âm thanh nó rõ hơn và nó không có bị rớt. Tuy nhiên Peter cũng thử là quay lưng để cho các bạn thấy là nó cũng vẫn bắt sóng tốt như bình thường. Hiện bây giờ có thể nói là 10 mét luôn á. Đây,
thì ra tới đây 10 mét luôn, đứng đằng sau cái cây này. Đó, các bạn có thấy, các bạn không thấy Peter luôn, nhưng mà các bạn không biết là còn nghe âm thanh không. Peter đi qua cái cây bên này. 1, 2, 3, 4, 5, testing. Đó, đứng ở bên cái cây bên này. Hiện bây giờ Peter đứng rất là xa. Đây là những cái trường hợp mà có thể nói là sẽ không có xảy ra nhiều đâu, mà tại vì thông thường nếu mà mình quay những cái đoạn phim thì mình cũng đứng gần máy mình. Nhưng mà Peter cũng muốn minh chứng cho các bạn là với cái bộ mic không dây, mình cũng có thể đi rất là xa để Peter đi về cái hướng bên này. Ánh sáng rất là đẹp nè. Hôm nay cái ánh sáng nó đánh ngược lại nè, xuyên qua mấy cái cây này lắm. Đó, Peter đứng đây nè. Có thể nói là Peter highly recommend cái bộ DJI mic này. Tuy Peter mới có dùng nó 1 tuần rưỡi này thôi, nhưng thực sự mà nói, trong tất cả những cái bộ mà Peter mua tới giờ, chưa có thấy cái bộ nào mà nó làm hay, chất lượng, mà tiện, đẹp, nhỏ gọn nhẹ như cái bộ này. Thậm chí nó nhỏ, nó gọn, nó nhẹ đến nỗi mà Peter không ngại đem nó đi. Ví dụ như ngày hôm nay đi xe đạp này, Peter không có ngại đem nó đi, tại vì nó không có bị bó buộc mình trong cái vấn đề làm việc. Thì khi mà mình có những cái món đồ, những cái thiết bị mà nó tạo cái điều kiện tốt cho mình, thì mình lúc nào mình cũng thích thú và mình không ngại làm việc. Mấy hôm nay các bạn thấy Peter ra video đều đặn khá nhiều là tại vì Peter sắm những cái thiết bị, những cái đồ Peter dùng, nó tiện lợi cho cái công việc của Peter, nó không có rườm rà. Tại vì những cái đoạn phim mà Peter làm á, nó không phải là những cái đoạn phim cinematic. Peter không có dựng phim mà giống như là làm một quyển phim kể một câu chuyện gọi là gì cầu kỳ hết á. Peter chỉ có làm những cái video vlog chia sẻ các bạn những cái điều hay, ví dụ như xe đạp, audio, chụp hình, chụp ảnh, những cái gì mà Peter hay thích dùng hàng ngày thì Peter chia sẻ. Hôm nay đang test trải nghiệm cái mic wireless DJI. Hiện bây giờ Peter đang dùng cái Insta360 mà đang quay cái hệ cái chức năng single lens 4K, có nghĩa là nó quay một camera thôi. Hiện bây giờ nó đang quay về phía Peter và Peter đang gắn ở trên đó là cái mic. Đây là cái transmitter đang gắn trên áo. Cái Insta360 cách Peter khoảng 2 mét. Okay. Ngày hôm nay hiện bây giờ là khoảng 1 giờ trưa. Thật sự là đúng là 1 giờ trưa luôn đó. Nhưng mà Peter vẫn đi ra đạp là tại vì ngày hôm nay không có nắng, thời tiết nó cũng hơi âm u, cho nên ra tiện thể đạp với lại thực hiện vài cái clip nhỏ nhỏ trải nghiệm âm thanh. Có cái bộ micro không dây wireless nó cũng có nhiều cái lợi lắm. Cái bộ mà Peter mua này Peter rất là thích, tại vì từ ngày có cái bộ micro này Peter nói chuyện thoải mái lắm. Tại vì cái micro không dây nó nằm ngay trên Peter kẹp nó ngay trên cái áo của Peter nè. Thì Peter không cần phải nói lớn và có thể đứng rất là xa. Đó, Peter đứng rất là xa. Mà âm thanh nghe thì chắc chắn là nó sẽ hay rồi. Tại vì nó trực tiếp luôn. Hôm nay Peter phải đeo cái này. Lý do là tại vì có nhiều đồ lặt vặt quá, không thể dắt đằng sau lưng được. Đằng sau lưng thì lúc nào cũng dắt cái bình xịt cây nè. Rồi một cái gel. Tuy dạo này Peter cũng ít dùng gel lắm. Một cái clip bar để ăn. Đạp riết quen rồi, bây giờ cũng không cần phải đạp dùng gel để mà tăng lực nữa. Hiện bây giờ Peter quay với lại cái chức năng single lens và cái
âm thanh đó, Peter để là stereo, lát nữa lúc mà Peter đạp, Peter quay thì Peter sẽ chuyển nó qua cái wind noise reduction, là tại vì lúc mình đạp á, gió nó ào ào thì nếu mà mình để stereo thì nghe nó ồn lắm. 2, 3, Peter đang đạp lên cái dốc nè. Đó. Và dùng cái máy Insta 360 để pan. Đã, các bạn thấy Peter đang đổ dốc nè. 1, 2, 3, 4, 5. Bây giờ Peter chuyển qua single lens. Đang quay một lens. Thì quay cái single lens này á, với cái máy Insta 360 mới này á, nó bây giờ nó đã nâng cấp lên, nó cho mình ra hình ảnh 4K luôn. Mà một cái hay nữa là mình về nhà không cần phải dựng nữa, tại vì nó đã ra cho mình một cái file MP4 luôn rồi. Hình ảnh Peter nhận thấy là cái single lens này nó hình ảnh nó đẹp hơn là cái mẫu số 2. Cũng phải hiểu thôi, tại vì cái mẫu số 2 nó cái single lens của nó chỉ có HD thôi, 1080p, còn thằng này là 4K. Hiện bây giờ đang đạp ngược gió cho nên nói chuyện cũng hơi hỗn hển chút, các bạn thông cảm. Đó, các bạn thấy là Peter đang gắn ở trên áo của Peter là cái transmitter đây nè. Ở trên cái máy quay Insta 360 á, là Peter gắn cái bộ micro DJI. Nó nghe nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Trong cái trường hợp này, nếu mà mình dùng cái máy này để mà mình làm những cái vlog mà tiếng gió ngoài á, mà có cái micro nó nằm ngay đây là rất good. Hiện bây giờ Peter chưa có gắn cái windscreen. Nếu mà gắn cái windscreen nữa thì có thể tốt hơn. Ở trên cái máy Insta 360 Peter để cái hệ nó gọi là stereo. Các bạn nghe như thế nào? Đó, đây là cái tiếng thực tế ngoài đường Peter đang để cái cây Insta 360 nó lòi ra ngoài luôn. Nhìn vòng vòng coi có cảnh sát hay không, nếu có cảnh sát thì chắc là phải tắt máy. Một cái trải nghiệm Peter nghĩ là nó cũng tốt để mà các bạn hiểu được là nếu mà mình chơi một cái máy như vậy, đây đèn xanh Peter lái xe, nếu mà các bạn muốn có âm thanh tốt thì cũng nên đầu tư vô một cái bộ micro không dây. Peter đã bỏ tiền ra để đầu tư vô cái này và Peter đã dùng được một tuần nay và thực tế Peter rất là hài lòng. Peter dùng nó ở trên cái iPhone, nhưng mà ngày hôm nay Peter thử nó trên cái Insta 360. Hiện bây giờ Peter đang lái cũng khá nhanh, 45 miles một giờ, có nghĩa là khoảng 70 km một giờ. Và gió ở ngoài nó luồn, nó hơi ồn. Testing. Hiện bây giờ Peter đang đứng ở trong quán cà phê, đang để cái máy quay 360 độ trên cái selfie stick, và trên cái máy 360 độ là Peter gắn cái DJI microphone không dây. Trên người của Peter đang gắn cái này, cái transmitter. Hiện bây giờ Peter đứng cách một gang tay khoảng 1 mét 3 feet và Peter nói chuyện. Thử âm thanh cho các bạn nghe, đang ở trong cái quán cà phê. Đây là một cái quán cà phê 102 ở Garden Grove, là một cái quán cà phê Peter hay thích ra đây. Và tại vì chủ nhân ở đây rất là vui vẻ, thoải mái. Khách tuy nó ít nhưng mà nó có cái không khí gia đình. Peter đang thử đây, đang đi vòng vòng. Hiện bây giờ ở cái quán cà phê này có setup một dàn TV để cho anh em chơi chứng khoán stock. Đó, okay, có tất cả những thông số. Các bạn thấy Peter đứng không? Rất là xa. Hiện bây giờ Peter đứng cách cái máy khoảng 4 mét, 3-4 mét. Đây nè, Peter đứng đây nè.
Testing 1, 2, 3. Một trong những cái các bạn phải lưu ý khi chơi cái micro DJI này là mình phải, ở tiếng Mỹ nó gọi là line of sight, có nghĩa là cái máy transmitter với lại cái receiver nó phải thấy nhau. Tuy nhiên có nhiều đoạn Peter quay lưng nói chuyện thì các bạn cũng nghe được, tại vì cái sóng này nó cũng khá mạnh. Nếu mà mình đi xa, thật xa mình quay lưng thì dĩ nhiên là nó sẽ không thâu. Bây giờ Peter đi ra ngoài cửa testing cho các bạn luôn. Ở ngoài bây giờ hiện có cái tiếng gió âm thanh ở ngoài đường, các bạn nghe như thế nào? Peter đi nè, quay lưng nè, Peter quay lưng nè, đứng ở đằng sau cái cột luôn. Peter nghĩ là âm thanh vẫn ok, các bạn sẽ vẫn nghe Peter, là tại vì cái sóng 2.4 này nó cũng khá mạnh. Tuy nhiên nếu mà mình muốn cho chắc ăn á, thì mỗi lần mà mình nói chuyện á, mình có thâu á, thì mình phải để cho hai cái máy nó thấy nhau. Đó, thấy nhau như vậy thì là nó chắc chắn hơn. Peter sẽ đi bộ qua bên này thử cho các bạn. Peter đi khuất cái máy luôn nè, các bạn không thấy Peter luôn. Peter dùng cái máy, cái bộ micro này tới ngày hôm nay Peter rất là hài lòng. Tuyệt vời luôn, tại vì cái sự đơn giản của nó và cái kết nối của cái bộ DJI này nó rất là hay, không có rườm rà, mình không cần phải suy nghĩ nhiều.